Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại nhá. Tôi đã lại quay trở lại rồi đây anh em. Thì nãy là tôi cũng đã vào đi đào trước một chút để tôi cố gắng tôi đi tìm cái cục đá mềm mềm ấy mà đào nó ra được cái đá lửa ấy đó. Nhưng mà tìm mãi không thấy. Tôi chỉ múc được một cái xô dung nham thôi đó. Thì buổi trước là chúng ta đang bị kẹt ở đây đúng không? Phải tìm cách trèo lên đúng không? Ok. Vậy trèo lên thôi. Đây thì sau một hồi đứng đắn đo suy nghĩ tôi đã tìm được cách trèo lên rồi anh em ạ. Đây. Chúng ta sẽ cứ thế này anh em ạ, đó. Cứ đào đào rồi mình trèo lên rồi mình trèo lên thế này này. Dù là nó có hơi cực. Thôi thì mình không có than thì mình chăm chỉ thôi anh em nhỉ. Chúng ta sẽ cùng Ủa ôi, tôi cầm cái xô dung nham tôi đào mới ghê chứ. Ủa ôi. Cái lúc đấy mà chẳng may tôi ấn nhầm cái nút nó thả dung nham mà nhở. Toang tôi luôn rồi. Mày. Đó. Cứ đào con này thôi. Đó, bây giờ anh em biết tôi lên tôi sẽ làm gì không? Tôi lên tôi sẽ làm gì không? Bây giờ anh em phải biết là này này, bây giờ cái nhà của mình, giờ mà mình muốn chạy về cái nhà mình ấy nó rất là xa. À, nó xa lắm. Nhưng mà tôi mới tìm hiểu và tôi mới biết được một điều rằng đó là một bước đi ở trong địa ngục là bằng 8 bước đi ở ngoài đời anh em ạ. À, vậy thì sao ta? Vậy thì sao ta? Vậy tại sao mình không đi trong địa ngục để mà về nhà? Đúng không? Đúng không? Nhưng mà từ từ đã, thế cái nhà của tôi trước ở đâu ta? Đây này, tôi vẫn nhớ cái nhà của tôi trước là ơ từ 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 không được vội, không được vội, không được vội. Đi đâu là phải làm đúng. Bây giờ này, bây giờ là mình phải đánh dấu cái này vào, chứ không sau này thì mình quên ngay anh em ạ. Mình đánh dấu cái này thì để mình biết cái này là đây là cái cổng en đó. Ôi, ui zombie. Anh zombie, anh ấy đứng, anh ấy xem tôi xây cổng en anh em ạ. Zombie hỏng hớt phết. Cô thằng 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 Enderman, anh. Hello anh, hello anh. Cho em xin viên ngọc nhá. À, anh đâu rồi? Đâu 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 đâu. Ui. Ui. Thằng đấy nó bay. Chả ra viên ngọc gì. Thôi tôi không muốn dây dưa bọn này đâu anh em ạ. Tôi đang cần cái này. Nó cho tôi luôn đấy. Cái cục sỏi. Ô đúng rồi, sỏi sỏi sỏi. Cái cục sỏi đó nó sẽ cho tôi cái đá lửa đấy anh em. Hi hi. Hi hi. Ai hi hi. Mà vừa nãy thì tôi đi đường nào qua đây ấy, anh em ạ. Vừa nãy thật sự là tôi chả nhớ tôi đi đường nào qua đây. Hình như tôi đi đường này này. Thì tôi nhớ là mình phải bơi qua 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 một cái biển cực kỳ rộng. Bây giờ mình sẽ tìm đường đi lại, quay trở lại cái giường hồi trước của mình. Đúng không ta? Đúng mà, tôi nhớ là mình đi qua đây nè. Bạn cá, bạn cá. Đó. Từ từ tôi nhảy cái anh em ạ. 1 2 3. Ok. Đó, bây giờ thì tôi sẽ đi qua cái đường này. Dài vậy. Sau này mà tôi mà livestream với anh em thì vui nhỉ. Thì bây giờ tôi sẽ ngồi kể chuyện cho anh em nghe. Anh em kể chuyện cho tôi nghe.
Và chỉ mỗi tội là thật là máy của tôi hơi yếu. Tại vì là thì anh em thấy đấy, tôi up video lên YouTube cũng chỉ được có 700, chỉ được 720 thì anh em xem thấy mờ mờ mà. Đó. Thì dù anh em có bật mắc lên thì nó cũng không có được rõ cho lắm, bởi vì là máy tôi yếu mà. Tôi mà livestream thì giật lắm, thế nên là tôi không livestream được. Buồn, để từ từ tôi có tiền nào mà tôi có máy tôi sẽ livestream cho anh em xem. Tôi livestream tôi nói chuyện tương tác với anh em đúng không? Vui, đúng không? đó, anh em thấy thành thành kiếm thánh của tôi chưa? Đấy, xịn không? Xịn không? Xịn không? Quay trở lại cái cổng nào. Đi xuyên màn đêm luôn nhỉ. Hả? Cái đoạn này mà anh em mà không thích thì anh em có thể tua nhá. Anh em cứ tua đi cho. Ui ôi, có bốn con Reaper nhá mày. Hello các anh. Các anh dàn trận, các anh tính bắt ai sao bắt được em. Công nhận bọn Reaper khôn phết. Nó thấy tôi cái bắt đầu dàn trận nữa chứ. Cứ như thời xưa đi chiến tranh ấy nhỉ. Tôi quay trở lại cổng, thứ nhất là tôi sẽ phải, nhất là tôi cầm cái đống đồ ở đó về luôn. Và thứ hai là tôi thứ hai là tôi làm gì ta? À, đúng rồi, thứ hai là tôi sẽ cổng. À đây này, u nói này. Đi ngủ. Ôi sao mà rong lông thế, nhanh nhanh lên dậy. Ôi what, tôi nằm tôi đi ngủ được trong tình huống đó luôn rồi anh em, what. Đâu không? Ôi ơi, tôi cầm nhầm cái gậy chết này. Anh em hãy nhìn tôi xử lý hết cái đám này này đó. Ôi đấy. Tôi xử lý bọn nó mà tôi sẽ không để bị chạm vào vào người. Tránh ra nào bạn. Nguy hiểm nhờ. Chết cha. Nó bịt cái đường lên của tôi rồi anh em ạ. Đây rồi. Anh em tôi giỏi không? Đó. Cái đấy trong liên minh gọi là thả diều đấy anh em. Đây này, bây tôi cho anh em xem trình độ của tôi này. Anh em được xem trình độ của tôi này. Đào mô ở đây. Xong mà đặt cái lava xuống. Đây thì tôi nhớ ở trong này có hai cục khắc diện đúng rồi, chuẩn là may quá. Hai cục khắc diện luôn. Thì đầu tiên là mình cần phải xây sao ta? Đây 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 đây. Đấy. Rồi. Một cục, hai cục. Đấy, thì nó còn thiếu một cục anh em ạ. Thì trước là tôi đã đứng tôi nhòm nhòm cái cổng rồi thì nó nhận ra là nó bị thiếu mất một cục. Đó, thì bây giờ thì anh em có biết không? Là chúng ta làm được cái cục hắc diện thạch là bằng dung nham và nước kết hợp với nhau mà đúng không? Đó. Vậy thì tại sao? Đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta không kết hợp với nhau để mà tạo ra nó đúng không? Đây này, này. Bây giờ làm sao làm ta? Hay làm sao làm anh em? bây giờ tôi phải để đâu anh em? Đây 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 đây. Đấy đi, yeah. Hơi lấy bé. Ôi, nhặt 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 cái cục này lên, nó chảy xuống cục này giờ. Đặt chuẩn chuẩn vào nào. Đấy, đó. À. Đó. Tôi xong cái cổng rồi anh em. Anh em xịn không? Anh em xịn không? Ok, thế bây giờ thì đâu rồi, cái cục sỏi đúng rồi. Bây giờ thì mình đào cục sỏi.
Nói chung là tôi chơi hơi gà anh em ạ. Anh em thông cảm. Ok. Đó. Ấy thì thực ra cục sỏi này thì nó có một một lượng phần trăm là mình sẽ đào nó và nó sẽ rơi ra đá lửa anh em ạ. Thì bây giờ chỉ chăm chỉ thôi chứ biết sao. Nào. Sao mà chưa ra cục đấy, đấy đây này, đây này cục đá lửa này, cục đá lửa này. Đá lửa kết hợp với phôi sắt, dụng cụ đánh lửa. A hi hi. A hi ơ. Ơ. What? 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 Cái cục này nó không làm được à? Cục crane obsidian này nó không làm cổng anh em ơi. Cục crane obsidian này nó không làm cổng. Bây giờ tôi phải làm sao? Sao kế hoạch của tôi đã bị đổ bể này anh em ơi? Nó cách nào để mình đào cái cục crane obsidian đi đâu em? Toang quá ta. Toang ấy ta. Để tôi đứng cho cái đào đào này xem chốc nó có vỡ không. Cái đào này thì chốc thì nó có vỡ không anh em? Sao tôi thấy toang quá anh em ơi. Toàn ngoài anh em ạ. Đây. Tôi thấy nó không có chuyển biến này lắm. Nhưng mà tôi thấy nó cũng có vẻ là hơi bị vỡ vỡ ra có đúng không ta? Thế là tôi nhìn nhầm ta. Anh em thấy nó có chuyển biến không? Ô, vỡ 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 anh em ơi, vỡ vỡ. Vỡ rồi. Thế bây giờ thì mình cần đi tìm nước nước anh em ạ, nước nước. À, bây giờ mình cần đi 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 tìm lava chứ. Tìm lava. Trời ơi, một chút nữa là hoàn thành cổng rồi mà. Cố gắng lên nào. Lava ơi, mày ở đâu? Bây giờ chỉ cần có lava nữa thì mình xong rồi đấy anh em. Lava, lava. Lava là nham thạch đây kìa. Trời. Có mỗi chuyện làm cổng mà cũng lâu phết nhỉ. Tôi không biết là cái cục một tím tím đó nó không làm được cổng. Tôi cứ nghĩ là ấn phát là được cổng luôn. Chôn mình quá. Chôn mình quá anh em ạ. Thôi rồi anh em đợi tôi 5 phút nhá. Tôi tìm được xong tôi sẽ quay lại với anh em. Ayo. Thế là cuối cùng tôi cũng tìm lava rồi anh em ạ. Anh em thấy cái xô lava chưa? Trời. Chạy một lúc mà chạy tới đêm rồi. Ôi may quá là có con cá heo nó giúp tôi bơi nhanh hơn kìa. Anh em thấy cái biểu tượng cá heo ở bên trên góc bên phải kia không? Ui, tôi thích thích nghe tiếng cá heo lắm. Cuối cùng thì cũng thoát anh em ạ. Tìm từ sáng tới tối đi tìm tốt cục lava còn lại đấy. Bây giờ chạy nốt về đặt vào trong cái ô kia được. Ơ heo ơi, đúng rồi, heo phải boost cho anh chứ. Ôi tránh tránh nhá, tôi không muốn chơi với mấy con Reaper đâu. Nãy mình chạy được nào ta? Đây ta. À, là chạy về đây anh em ạ.
Anh em đợi tôi 5 phút cho tôi chạy về cái nhá. Tôi về rồi anh em ạ, tôi về rồi. Rồi ôi. Hình như tôi bật wiki sao thế này, nó hơi bị. Tôi về rồi. Này, dung nham này, nước này. Đó, xong rồi. Mở được cổng chưa? Rồi. Tôi mở được cổng rồi. Tôi đi ngủ cứ rồi. Chúng nó bắn cung găm đúng vào cái chỗ ấy của tôi kìa. Thật ra mà từ nãy giờ tôi có thể sót sót anh em ạ. Đau phết. Ok, thằng thằng ấy kìa. Giết cái thằng Enderman. Qua đây anh em ơi. À đúng rồi, thì là cái bọn Enderman này chúng nó rất là hay, nổi một cái đó là chúng nó sẽ đuổi đánh mình nếu mà mình nhìn vào mặt bọn nó anh em ạ, thì kiểu thì là mình khiêu khích bọn nó ấy, thì chúng nó sẽ đuổi đánh mình. Đâu rồi, kia kìa, cái bọn này là một cái bọn bọn Enderman này là một trong những bọn mob khỏe nhất ở trong cái game này luôn đấy anh em, khỏe lắm. Đấy là tôi có giáp rồi. Giáp giáp tôi nó sắp hỏng rồi kìa. Tôi phải xử nốt cái bọn zombie đã. Rồi. Ok. Tôi cất tí đồ. Tôi thấy mấy quyển sách này quan trọng anh em ạ. Cất 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 cất. Đó thì nãy giờ thì tôi farm thì tôi cũng farm được thêm trong hai cái. Sách sủng và thế này, cát củng này, đá cuội đá củng này. Ừ rồi. Ừ, cái ngọc Ender này nó còn dùng để dịch chuyển mình đấy anh em, thì nếu mà có cơ hội thì tôi sẽ thử ném thử ngọc để dịch chuyển cho anh em xem. Thế nhưng mà nó hơi quan trọng, hơi phí, mình chỉ cần thêm 3 viên ngọc nữa thôi là mình đã tới được ấy rồi. Phải cẩn thận này. Đây chỗ que. Que. Ủa. Ôi. Đây là chỗ nào đấy? Ở đây nó có gần nhà mình đâu. Ở đây có gần nhà mình đâu anh em. Bây giờ làm sao tôi về nhà? What? What? Khu này là khu nào trong địa ngục cái này? Thật sự thì tôi không biết là cái rừng đỏ kia nó có phải là cái rừng mà hồi trước thì tôi đến không? Thì vì trước thì anh em có nhớ thì tôi cũng từng đến một cái rừng đỏ đúng không kia kìa? Thì tôi không biết cái rừng kia có phải cái rừng đó không? Thì không biết bây giờ tôi đi qua rừng kia tôi có về được không? Tôi nghĩ là cái chuyện mình đi trong địa ngục để tìm lại cái cánh cổng ở nhà của mình có vẻ không khả thi anh em ạ. Thế nhưng mà công nhận là anh view đây đẹp không? Này cho anh em xem này. Đẹp không? Tôi chụp ảnh màn hình cái. Ôi thế nhưng mà sao mà cái chỗ này nó tăm tối ghê này. Chết cha, tôi lại nhìn thằng ấy rồi. Rồi. Tôi mới nhìn cái thằng hồng, hồng hồng xong. Tôi không biết là nó đâu rồi. Ui. Anh em muốn đi khám phá thử cái khu này không? Ui ghê quá anh em ơi. Khu này thì là cái khu nào ghê này. Úi giời, từ từ nào, từ từ nào. Từ từ nào, từ từ nào. Từ từ nào bạn. Đâu, bạn đâu? Đâu, bạn đâu? Cái lửa ở đây thì nó có màu xanh thì xịn không anh em? Ở đâu rồi, đâu rồi, đâu. Thoát ẩn thoát hiện phết nhở. Thế nhưng mà đam hơi yếu là bởi vì là do giáp tôi phậu chu là do giáp tôi full mà. Chết ngay. Ô. Được 3 viên rồi. Tôi chỉ cần thêm 2 viên nữa là được. Ui. Ôi, khu này là cái khu gì ấy, anh em ạ? Anh em nhìn kìa. Khu này là khu gì ấy, mà sao nó huyền bí này? Thế cái gì trắng trắng đây? Cái này là cái gì? Cái gì đây? What?
Khối xương. Đấy là xương của một con nào chết hả? Chứ còn cái lửa này, cái lửa này thì mình vẫn dập được được nó như bình thường anh em ạ. Ôi hố nhá, cẩn thận nhá. Ui ui. Thôi thôi thôi. Ủa, ghê quá anh em ơi. Ghê quá anh em ơi. Ồ, chỗ này khá nguy hiểm anh em ạ, bởi vì là tôi không biết là tôi đang đứng lên cái khối đá gì, thế nhưng mà nó làm tôi chạy khá là chậm. Nó làm tôi chạy khá là chậm. Và nó lại có mấy cái con skeleton thì nó cứ bắn như vậy nó thì nó khá là nguy hiểm. Đó. Thôi thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em ơi. Hôm nay chắc tới đây thôi anh em nhá. Tôi bây giờ có vẻ là cái chuyện chạy từ địa ngục về nhà có vẻ không khả thi anh em ạ. Chắc tôi phải ở lại đây thôi. Anh em ạ, thật chắc tôi phải ở lại đây thôi. Ở tạm lại, khi nào mình giết xong con rồng rồi thì mình đi về anh em nhá. Ok. Thế bye bye anh em nhá. Xong buổi sau chúng ta cùng tiếp tục hành trình nhá. Tôi nghĩ xong buổi sau tôi sẽ phải chạy về nhà anh em ạ. Tôi chạy về nhà, tôi chuẩn bị đồ đã. Đó, tôi chạy về nhà tôi chuẩn bị đồ đã, sau đó thì tôi mới quay trở lại để giết rồng được. Buổi sau chắc chắn chúng ta sẽ giết rồng nha anh em. Bye bye anh em nhá.